Chào các bác. Trong một cái tổ ong thì con ong chúa nó là cái con quan trọng nhất. Nó là trung tâm, là trái tim của một đàn ong, nó là cái bộ não của một cái đàn ong của mình. Bất kể cái công việc gì đều phải thông qua nó hết và nó điều khiển chi phối toàn bộ cái tổ ong của mình. Con ong thợ nó có đi làm việc thì cũng phải có con ong chúa. Tại sao lại như vậy? Vì ấy, như các bác để ý, những cái đàn nào mà nó không có chúa thì gần như cái sản lượng của nó từ cách đi làm con ong nó đều không có một tập trung, nó không có một cái quán tính, không có một cái tính chủ động nào hết. Và nó đi làm thì nó muốn hứng thì đi mà không hứng thì không, vì nó không có con tướng, nó không có cái con điều khiển, không có con chỉ đạo, tâm ra nó làm vô tội vạ lắm. Kể cả trong một cái tổ ong của mình, những cái cầu của mình nó xoay sướng nó cũng không đâu ở đâu cả đó. Thế phải có con chúa, mà con chúa làm thì nó khó. Chúng ta làm một con chúa ra thì nó khó thật, công nhận là khó thật. Công việc làm ong của chúng ta hàng ngày thì nó có rất là nhiều công việc, nhưng cái việc khó nhất của chúng ta thì tôi vẫn phải khẳng định rằng là con chúa làm khó nhất. Làm kỹ thuật của nó, cái thời gian chờ đợi, thời gian hy vọng, rồi đến lúc mà nó đi phối đẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cũng chưa đâu, có khi phải giới thiệu vào được xong ấy, đẻ đái xong xuôi ấy, lên nhộng chúng ta mới thở phào nhẹ nhõm được. Đấy. Thì có rất là nhiều các bác, cả anh Tùng này, em Bảo này, và rất là nhiều người, thật sự là rất nhiều người đã hỏi mình về cái vấn đề chúa má, chúa. Vì làm mình ít nuôi ít vài đàn, không chủ động được, cho nên là về chúa nó rất là khó. Chúng ta nuôi nhiều như tôi ấy, thì lại dễ, làm chúa rất là dễ, và thay đổi chúa cũng dễ. Thậm chí có đà 7-8 đàn mất chúa thì mình cũng không vấn đề gì cả. Nhưng mà muốn nuôi ít ấy, làm chúa rất khó, thật sự là như vậy. Và chưa kinh nghiệm ấy, về không biết là chúa làm đã đậu đạt chưa, chúa đẻ hay là con gì đẻ. Ở trong tổ ong này, chúa về chưa chắc, chúa phối về chưa chắc đã đậu nhá. Nó thiếu đực thì nó đẻ cũng không đâu vào đâu cả. Và chúa chưa đẻ có khi ong thợ nó nôn ấy, nó đẻ luôn trong tổ. Thì làm sao để chúng ta biết được là ong thợ đẻ hay là chúa đẻ? Hôm nay mình chia sẻ video này cho các bác nhé. Trong một cái tổ ong đàn ong này, đây là thùng phối các bác, đây là thùng phối. Thì các bác lưu ý là chúng ta xem kỹ cái video này để chúng ta biết nhé. Tại vì đây, để ở đây cho nó dễ nhìn này. Đây nha các bác nhé, đây tối đi, nhìn đi. Như cái tổ ong này các bác nhìn thấy là cũng có chủng trứng đúng không? Làm sao để cho các bác nhìn rõ được? Đây, nó cũng có trứng, có trùng này. Đấy, anh em nhìn ở góc này là nó có trùng nhá, trùng trứng đẻ nhá. Thì nói chung là như thế này. Đây các bác có thể nhìn vào cái lỗ lăng trứng này đúng không ạ? Trứng này rồi trùng đúng không? Trùng này rồi là trứng này. Đấy, nhưng mà các bác ấy, cũng phải lưu ý cho mình này, đâu chúng ta phải biết đâu là trứng của ong thợ đẻ và đâu là trứng của chúa đẻ. Đây các bác nhìn vào cái lỗ này nhá, đây này nó có 4-5 lỗ trứng này, thấy không? Đấy, đúng chưa, 4-5 lỗ trứng này của trứng đẻ này. Đấy thì các bác nhìn vào được, có thể để ý này là con ong chúa thường nó về ấy, là khi nó giao phối xong các bác nhá, khi con chúa nó giao phối xong thì là cái cơ địa của nó sẽ phát triển. Khói quá. Cái cơ địa của nó phát triển và cái bụng của nó ấy, là nó dài ra và to hơn. Theo cái quy luật tự nhiên các bác nhá, thì nó đúng vừa luôn cái lỗ lăng này, cái lục lăng này. Là cái bụng của nó thò một cái một là nó cắm vào là cái phần đuôi của nó, là vào đúng cái phần cái lỗ lăng là vừa luôn. Thì điều đó có nghĩa là gì? Là con ong chúa nó sẽ đẻ đúng vào giữa, giữa lỗ này, như cái này này các bác này. Đây này. Đấy. Các bác thấy chưa? Giữa lỗ nhá, và cái trứng của nó cắm thẳng. Đấy. Còn ấy, con ong thợ các bác nhá, thì về căn bản ấy nhá, là cái đuôi của nó như thế này. Đúng không ạ? Ong thợ đẻ thì nó đẻ là nó sẽ bám vào cái thành của cái lỗ lăng mình. Đấy, nó bám vào thành nhá, các bác để ý này. Cái lỗ nào nhiều đâu nhỉ? Đây này. Nó bám vào thành và nó nghiêng trứng. Nghiêng trứng chứ không thẳng. Đấy, các bác thấy không? Bám vào thành này. Mà nó nghiêng trứng chứ nó không có nằm giữa cái lỗ lăng. Đấy, và nó đẻ rất là nhiều, nó đẻ 4-5 trứng thì rõ ràng là thằng ông thợ đẻ chứ không phải ông chúa đẻ. Ông chúa nó đẻ nó chỉ có đẻ vào giữa lỗ lăng thôi. Đây này. Đấy. Thì đây ấy là cái chỗ này ấy là các bác biết sao không?
Đây là con chúa mới đi phối về của mình. Ở cầu này này, cái đàn này là con chúa ở mình đang làm là cái thùng phối mà. Cho nên đấy là cái khoảng thời gian vừa rồi ấy là chúa chưa về đẻ thì ông thợ nó nôn nó đẻ luôn. Đấy thì chúa về đẻ cái. Đây này, chúa về đẻ cái là chúa phối về đấy, về đẻ cái là bắt đầu có trứng của chúa. Thì trong cái cầu này ấy, hôm nay mình chia sẻ với các bác là để các bác nhận biết là chúa đẻ và thợ đẻ nó khác nhau ở chỗ nào. Thế còn khi mà chúng ta phát hiện chúa về đẻ ấy, thì thấy con chúa nó to hơn ông thợ này, dài hơn thì là chúa nó đã về và nó đã đẻ đấy các bác nhá. Còn riêng mà thợ mà đẻ ấy, thì các bác thấy nó đẻ lệch lạc hết, nó lệch lạc hết mà nó đẻ năng nhăng lắm, nó có lỗ đẻ nữa không, nó có lỗ đẻ nữa không, chứ không phải là lỗ nào nó cũng đẻ đâu. Đấy, rồi nó đẻ 3-4 trứng vào một chỗ. Đấy, thì đấy là chúng ta nhận biết về là con chúa đã cối về và đẻ và ông thợ đẻ là khác nhau ở chỗ nào nhá. Thế bây giờ khi mà chúa phối về đạt lên trùng hay không, đấy, thì chúng ta cũng nhìn vào con trùng ấy. Khi chúa nhá mà phối về đạt và đẻ tốt rồi lên trùng ấy, thì chúng ta kiểm tra lại ấy, là thấy con trùng nhá. Đây này, có thấy con trùng ấy mà nó nuôi ấy là nó phải là xanh, cái sữa nó tiết vào phải xanh, đấy thì là con chúa đấy nó đã đủ tinh và nó nuôi thành thợ ông thợ. Còn những con mà trùng ấy mà nó nuôi vàng như thế này, đấy nó vàng như này và nó khô, nó không có sữa tiết vào, đấy đây này, thấy không? Thì ấy, con này ấy, là lên thành đực, đấy tức là không đủ tinh, là con ong mình như này nó không tiết để nó nuôi thì nó tạo thành đực luôn các bác nhá. Và ấy, không thành đực ấy, thì nó thành BD, kiểu như BD ấy, là nó đẩy cái mặt nhộng cao lên. Đấy, cái mặt nhộng bình thường chúng ta thấy là nó bằng đúng không, mặt nhộng nó bằng như những mặt nhộng này thì đấy là con ong thợ nó nở. Còn đấy, cái mặt nhộng mà chúng ta thấy nó tròi lên cao một tí thì thành ong đực. Và cái loại mà nhỏ nhỏ vẫn ở trong lỗ ô lăng của ông thợ mà lên cao một tí thì thành con BD. Đấy các bác ạ, nó thành BD thì đấy là cái lỗ thứ nhất là thiếu tinh thì nó không nuôi bắt buộc phải nuôi thành đực ấy thì nó để thành con BD, hoặc đấy là những cái trường hợp mà con ong thợ đẻ đó. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho các bác. Thì các bác thấy hay thì cho mình một like và một subscribe để xem những video mới nhất nhá. Thì nói chung hôm nay mình chia sẻ với các bác cái video thấy là cách mình phân biệt giữa con ông thợ đẻ và con ông chúa đẻ, và ông thợ đẻ làm sao mà chúa đẻ làm sao, rồi lên trùng làm sao. Đấy, còn cái thời gian mình theo dõi con ông chúa là do các bác, chúng ta thường xuyên xem cầu, đảo cầu và xem mặt nhộng nó phát triển như nào. Tùy theo trường hợp là nó còn nguồn thì nó con chúa nó sẽ đẻ rất là nhiều, giống như kiểu bây giờ mình đang vào mùa cà phê như thế này đúng không ạ, mình đang vào mùa cà phê này nhá, thì mình có mình chỉ các bác thế này là nguồn nó nhiều rồi ấy thì quân nó ít chúa vẫn đẻ, tức là nó đi làm con ông thợ đi làm ấy nó nhàn hơn, nó lấy được nhiều phấn mật hơn thì con chúa nó thấy cái khả năng của cái tổ này là nuôi tốt, nó sẽ đẻ được nhiều quân hơn. Đấy, còn những trường hợp mà chúng ta đã không có quân, ít quân rồi nguồn kém thì chúa đương nhiên là nó sẽ không đẻ mấy. Đấy, nó còn tùy thuộc vào như vậy nhé. Các bác phải tự theo dõi được cái tổ của mình, xem lượng quân của mình như thế nào thì các bác đánh giá rồi chúng ta cho ăn rồi phát triển đàn hiệu quả. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé.